Cô chào các em đến với tiết ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Sau đây là phần ôn tập nội dung của lịch sử. Trong phần kiểm tra giữa học kỳ 2 này, chúng ta gồm có 3 bài như sau. Bài 15, đời sống của người Việt thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc. Bài 16, chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc. Và bài 17, đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời kỳ Bắc thuộc. Và sau đây, cô và các bạn sẽ đến từng nội dung của các bài. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bài 15, đời sống của người Việt thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc. Về đời sống của người Việt dưới thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc được chia ra làm hai phần lớn. Một La Mã tìm hiểu về đời sống vật chất và hai La Mã tìm hiểu về đời sống tinh thần. Một La Mã đời sống vật chất. Về đời sống vật chất được chia ra làm bốn lĩnh vực, đó là ăn, mặc, ở và đi lại. Chúng ta sẽ cùng đến với phần ăn uống của người Việt, hay còn gọi là ẩm thực của người Việt dưới thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc nhé. Sau đây là một mâm cơm mà chúng ta sẽ thường thấy rất là quen thuộc trong mọi bữa cơm của người Việt. Thức ăn hàng ngày sẽ là cơm nếp, cơm tẻ, rau, cua, tôm, cá, ốc. Vì là một quốc gia nông nghiệp, trồng trọt, cho nên là trong bữa cơm của người Việt rất là phong phú. Còn về ngày lễ Tết thì họ có thêm bánh chưng và bánh xày. Bên cạnh đó thì người Việt thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc đã biết làm các gia vị như là làm muối, mắm cá và dùng gừng. Họ còn sử dụng những vật dụng phục vụ cho bữa cơm hàng ngày như là mâm đồng, muôi, bát, vân vân. Nội dung thứ hai trong phần đời sống vật chất đó chính là trang phục. Về trang phục của người Việt được chia ra làm hai trường hợp, đó là trang phục ngày thường và trang phục ngày hội. Các em hãy cùng nhìn vào hình ảnh trang phục ngày thường của người phụ nữ và đàn ông. Nam họ sẽ đóng khố, mình trần, đi chân đất. Còn nữ sẽ mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực. Đây là những trang phục phù hợp cho đời sống nông nghiệp của người Việt. Còn ngày lễ hội thì trang phục của họ có thêm màu sắc và sặc sỡ hơn. Đó là họ sẽ đội mũ cắm lông chim, nữ mặc váy, đeo trang sức, nam sẽ mặc khố dài. Tiếp theo là về nhà ở. Nhà ở của người Việt chủ yếu là nhà sàn. Vì sao mà người Việt họ lại chọn hình thức ở nhà sàn? Đó là bởi vì cư dân họ ở những vùng đất cao, ven sông, ven biển hoặc trên những sườn đồi. Họ ở nhà sàn để tránh thú dữ và để tránh lũ lụt. Nhà có mái cong hình thuyền hoặc mái tròn hình mui thuyền. Và lĩnh vực cuối cùng của đời sống vật chất đó chính là đi lại. Phương tiện chủ yếu của người Việt đó chính là thuyền để có thể đi lại giữa các làng chạ. Và hình ảnh thuyền được khắc rất sinh động trên những trống đồng Đông Sơn và trống đồng Ngọc Lũ. Cô mời các em cùng quan sát. Bên cạnh đời sống vật chất hết sức phong phú và đa dạng, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp với cô đời sống tinh thần của người Văn Lang Âu Lạc có những đặc điểm nổi bật nào. Đời sống tinh thần.
cư dân Văn Lang, Âu Lạc đã có hình thức chôn cất người chết. Và đối với mộ của người giàu thì họ sẽ chôn theo những công cụ và đồ trang sức quý giá. Cô mời các em chúng ta cùng xem những hình ảnh đó là mộ thuyền Việt Khê, mộ cây. Bên cạnh đó thì người Việt dưới thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc đã có tín ngưỡng thờ các vị thần như là thờ thần mặt trời, thần núi, thần sông, vân vân. Và chúng ta còn có thêm một tín ngưỡng nữa, đó chính là thờ cúng ông bà, thờ cúng tổ tiên và thờ các vị anh hùng của dân tộc, thờ cúng hùng vương. Trong những ngày lễ hội thì chúng ta đã tổ chức hết sức là đa dạng, đó chính là đấu vật, đua thuyền và thi gói bánh chưng, bánh dày. Nhuộm răng đen và tục xăm mình cũng là một trong những phong tục đã có từ thời Văn Lang và Âu Lạc. Mời các em dành ra ít phút để xem lại nội dung ghi bài của phần đời sống tinh thần. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng ôn tập bài 16, Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc. Từ sự kiện năm 179 trước Công nguyên, khi Triệu Đà xâm lược Âu Lạc, đất nước của chúng ta mất đi sự độc lập và tự do, chuyển qua một thời kỳ lịch sử hết sức đau thương của dân tộc, đó là thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc. Và trong suốt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc đó thì chúng ta đã trải qua các triều đại, đó là Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tùy và Đường. Và trong tất cả các triều đại đã từng qua cai trị nước ta thì chúng đã thi hành những chính sách hết sức hà khắc. Sau đây cô và các em sẽ cùng ôn tập những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đã qua cai trị nước ta. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 1 La Mã, đó là chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Về chính sách cai trị được chia ra làm 3 nội dung, đó là 1. Tổ chức bộ máy cai trị, 2. Bóc lột về kinh tế và 3. Là thực hiện chính sách đồng hóa. Đầu tiên, tìm hiểu về tổ chức bộ máy cai trị. Thời kỳ nhà Triệu năm 179 trước Công nguyên thì Triệu Đà đã chia nước ta ra làm 2 quận, đó là Giao Chỉ và Cửu Chân. Sau khi nhà Triệu sụp đổ, nhà Hán thay nhà Triệu chia nước ta ra làm 3 quận, đó là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp chung với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao. Và qua các triều đại sau này thì tiếp tục năm 679, nhà Đường lại đổ nước ta thành Giao An Nam Đô Hộ Phủ. Và qua những hình thức chia lại đất nước của chúng ta, sắp đặt bộ máy cai trị thì âm mưu của bọn phong kiến phương Bắc quá là rõ ràng, đó chính là muốn sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của nhà Hán, xóa bỏ quốc gia và dân tộc Việt. Và đây cũng chính là nội dung ghi bài của phần 1 nhỏ tổ chức bộ máy cai trị. Bên cạnh việc chia nhỏ nước ta ra để cai trị, để dễ dàng đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân, thì bọn phong kiến phương Bắc còn thi hành chính sách bóc lột về kinh tế. Các bạn sẽ thấy rằng qua các triều đại, chúng đều có những hình thức bóc lột về kinh tế. Như nhà Hán chiếm ruộng đất, bắt dân ta phải cống nạp các sản vật quý và giữ độc quyền về muối và sắt. Nhà Ngô và nhà Lương thì siết chặt ách cai trị, đặt thêm nhiều thứ thuế hết sức là vô lý. Về nhà Đường thì tăng thuế khóa và lao dịch nặng nề. Trong nội dung này, các bạn chúng ta cần nhớ lại đó là vì sao mà nhà Hán lại giữ độc quyền về muối và sắt. Đó là chúng muốn kiềm hãm sự phát triển kinh tế của nước ta và ngăn cản sự nổi dậy, khởi nghĩa của nhân dân.
Và chính sách cai trị tiếp theo đó là thực hiện chính sách đồng hóa. Trong suốt thời kỳ Bắc thuộc, chính quyền phong kiến phương Bắc đều thực hiện chính sách đồng hóa đối với dân tộc ta. Như là Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến của Trung Quốc tự truyền vào Việt Nam nhưng vẫn còn hạn chế. Chúng bắt dân ta phải ở chung với người Hán và bắt dân ta phải từ bỏ đi các phong tục, tập quán, cổ truyền của dân tộc. Và trong ba chính sách thì chính sách đồng hóa được xem như là chính sách thâm hiểm nhất của bọn phong kiến phương Bắc khi đến cai trị nước ta. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tiếp những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam dưới thời kỳ Bắc thuộc. Mời các em cùng quan sát sơ đồ văn hóa xã hội dưới thời Văn Lang Âu Lạc và thời kỳ Bắc thuộc. Thời kỳ Văn Lang Âu Lạc, chúng ta gồm có tất cả là 3 tầng lớp, đó là tầng lớp vua, quan lại quý tộc, tầng lớp nông dân công xã và tầng lớp nô tỳ. Tuy nhiên, đến thời kỳ Bắc thuộc thì tầng lớp lại được tăng lên và các bạn sẽ thấy rằng thay vua và lạc hầu lạc tướng, các quan lại dưới thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc đó chính là bọn quan lại đô hộ và bọn địa chủ Hán. Bọn địa chủ Hán được sự hỗ trợ và chống lưng của bọn quan lại đô hộ cho nên là luôn tỏ ra lấn át và chèn ép những người hào chủng Việt. Về nông dân thì lúc bấy giờ nông dân bị tước đoạt ruộng đất cho nên một phần lớn họ sẽ biến thành nông dân lệ thuộc, và tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội dưới thời kỳ Bắc thuộc vẫn là tầng lớp nô tỳ. Và mâu thuẫn bao trùm trong xã hội dưới thời kỳ Bắc thuộc đó là giữa bọn quan lại đô hộ với lại nhân dân, và hào chủng Việt chính là lực lượng chính lãnh đạo những cuộc khởi nghĩa kháng chiến của nhân dân Việt Nam chúng ta sau này chống lại bọn phong kiến phương Bắc. Và đây là nội dung ghi bài của phần 2 những chuyển biến về xã hội. Các bạn dành ra thời gian để cùng xem lại nội dung sau. Và bài học cuối cùng nằm trong nội dung ôn tập đó là bài 17, đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc. 7 sẽ gồm có hai nội dung lớn, một đó là chúng ta tìm hiểu về những phong trào, về những hình thức đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc, và sau đó thì chúng ta cùng tìm hiểu về sự phát triển văn hóa dân tộc dưới thời kỳ Bắc thuộc. Mà các bạn cùng tìm hiểu với cô đấu tranh bảo tồn nền văn hóa dân tộc. Trong chính sách đồng hóa của người Hán thì chúng muốn nhân dân ta quên đi nguồn gốc, quên đi tổ tiên bằng cách đó là bắt buộc chúng ta phải từ bỏ các phong tục tập quán cổ truyền. Nhưng mà trong các làng xã sau những rặng tre làng thì người Việt vẫn nghe nói và truyền lại cho con cháu tiếng mẹ đẻ. Đó, thì những tín ngưỡng truyền thống như là thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên vẫn tiếp tục được duy trì. Và các phong tục, các tập quán của dân tộc ta được nuôi dưỡng từ thời Văn Lang Âu Lạc trải qua suốt 1.000 năm bị Bắc thuộc và đến ngày nay vẫn còn có những giá trị được bảo tồn. Ví dụ như là trầu cau trong những ngày lễ cưới và bánh chưng, bánh xày trong những ngày Tết. Về tục xăm mình, do điều kiện sống và đời sống sản xuất của chúng ta là gần sông, gần biển, cho nên theo quan niệm của người Việt, họ sẽ xăm mình để mà tránh loài thủy quái làm hại đến bản thân họ. Các bạn chúng ta cùng xem lại những nội dung ghi bài của phần 1 La Mã. Sau đây,
các cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tiếp phần 2, đó là phát triển văn hóa dân tộc. Bên cạnh việc đấu tranh để bảo tồn những nền văn hóa cổ truyền, bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt, thì chúng ta vẫn có sự tiếp thu để phát triển văn hóa của dân tộc. Đó là trong quá trình qua cai trị nước ta, thì phong kiến phương Bắc đã đem những tôn giáo như là Phật giáo, Đạo giáo, và người Việt đã tiếp nhận hai đạo một cách hòa bình và có sự ảnh hưởng đến đời sống và ảnh hưởng đến suy nghĩ, tình cảm của người Việt. Cô lấy ví dụ như là từ Bất Đa theo tiếng Phạn là Phật, và đến khi người Việt thì chúng ta đọc là Bụt. Một hình ảnh rất là thân quen trong các câu chuyện cổ tích. Bên cạnh đó, chúng ta còn có sự tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật của Trung Quốc như là làm giấy, dệt lụa, kỹ thuật phân bón. Trong hình ảnh thì các bạn quan sát đó là hình chuông thanh mai dùng trong nghi lễ Phật giáo và khay gốm từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ ba được tìm thấy ở tỉnh Thanh Hóa. Và một điều đặc biệt nữa đó là chúng ta có sự tiếp thu về chữ viết của người Hán, nhưng mà chúng ta sáng tạo để trở thành một ngôn ngữ, một chữ viết riêng của người Việt, đó chính là từ Hán Việt. Và đây là nội dung ghi bài của phần 2 La Mã, phát triển văn hóa dân tộc. Như vậy, chúng ta vừa có sự đấu tranh để bảo tồn nền văn hóa, nhưng người Việt vẫn có sự tiếp thu, có chọn lọc văn hóa của Trung Quốc trong thời kỳ Bắc thuộc để mà làm giàu hơn, để mà phát triển hơn nền văn hóa của dân tộc nước mình. Và như vậy, chúng ta đã được nghe cô ôn tập lại các nội dung đã được học ở trên lớp. Sau đây, các bạn chúng ta cần học bài theo đề cương ôn tập, và đến tuần thứ 8, các bạn sẽ được kiểm tra giữa học kỳ 2. Và cô chúc các bạn sẽ có kết quả thật tốt trong bài kiểm tra giữa học kỳ 2 này nhé. Cô thân chào các bạn.